Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào toàn thể các em học sinh, các em thân mến. Hôm nay cô có một câu đố nhỏ trước khi bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, đó là con số trên đây. Các em hãy tìm cho cô các sự kiện liên quan tới sự kiện diễn ra vào ngày 8 tháng 8 năm 1967. Sự kiện nào đã diễn ra vào ngày này đây? Để có thể giải đáp được câu đố này thì xin mời các em bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học số 17, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Và sau khi học xong bài học ngày hôm nay thì cô mong rằng các em có thể hiểu được cho cô về các vấn đề sau đây. Đó là trình bày được quá trình hình thành và mục tiêu cũng như nguyên tắc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thứ hai đó là các em có thể giải thích được nguyên nhân ra đời của tổ chức này. Và ở phần thứ ba thì chúng ta đánh giá được vai trò của Việt Nam trong quá trình gia nhập ASEAN cũng như là trong những bước phát triển khi chúng ta đã là thành viên của ASEAN. Và nội dung của bài học ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần. Thứ nhất đó là các em sẽ cùng đi tìm hiểu cho cô về Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Thứ hai chúng ta tìm hiểu về sự hợp tác phát triển kinh tế của Hiệp hội này. Và thứ ba đó chính là chúng ta tìm hiểu về Việt Nam trong khu vực ASEAN. Với 3 nội dung này cũng như là các mục tiêu mà cô đã đưa ra thì hy vọng rằng chúng ta có thể lý giải được cho cô sự kiện mà cô vừa đưa ra. Chúng ta cùng bắt tay vào tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu phần số 1, đó là Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Để có thể tìm hiểu nội dung này thì cô mời các em kẻ cho cô bảng sao vào trong vở và kết hợp với việc là các em sử dụng cho cô lược đồ trong sách giáo khoa. Chúng ta có nhiệm vụ như sau, các em hãy dựa vào trong lược đồ này. Ở đây lược đồ đang mô tả về là các cái quá trình mà các nước Đông Nam Á gia nhập vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Vậy chúng ta hãy quan sát vào trong lược đồ và ghi tên cho cô các quốc gia với các mốc năm thành lập ở đây. Chúng ta có đó chính là thứ nhất, năm 1967, các quốc gia thành lập ASEAN là gì? Thứ hai, ở thời điểm năm 1984. Thứ ba, năm 1995. Và năm 1997, 1999 là các cái mốc năm mà các em cần phải liệt kê ra. Sau khi mà chúng ta liệt kê được các quốc gia rồi thì chúng ta hãy xem cho cô là hiện nay tổng số quốc gia của khu vực ASEAN, khu vực Đông Nam Á đã gia nhập vào ASEAN là gì và quốc gia nào chưa gia nhập tổ chức này. Đây là một bài tập nho nhỏ, các em có thể dành thời lượng là khoảng 5 phút để làm cho cô cái bài tập này nhé. Bài tập rất đơn giản thôi, chúng ta nhìn được đồ và điền vào trong bảng. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ có các dấu mốc như sau cần phải lưu ý cho cô. Thứ nhất, chúng ta nhìn cho cô vào trong phần chú giải, chúng ta có phần chú giải. Ở phần chú giải này, chúng ta sẽ biết được đến mốc năm đầu tiên, năm 1967. Ở thời điểm này, các em sẽ nhìn thấy có các quốc gia sau đây. Thứ nhất, đó chính là các em nhìn thấy Thái Lan. Thứ hai, các em nhìn thấy đó là Singapore. Thứ ba là Malaysia. Thứ tư là Indonesia. Và thứ năm chính là Philippines. Đây chính là năm quốc gia thành lập ASEAN vào thời điểm ngày 8 tháng 8 năm 1967. Tiếp theo chúng ta cùng nhìn đến mốc dấu thời gian thứ hai, đó là vào năm 1984. Năm 1984 thì được ghi bằng cái màu xanh ở đây và các em sẽ phải nhìn thật là kỹ đấy nhá. Vì đất nước này khá là nhỏ bé, chính là Brunei. Quốc gia này đã gia nhập vào ASEAN vào năm 1984. Và hãy để ý cho cô xem Việt Nam chúng ta gia nhập vào ASEAN vào thời điểm nào. Chúng ta thấy rằng Việt Nam của chúng ta có màu xanh lá cây nhạt. Và đây chính là thời điểm mà chúng ta gia nhập vào ASEAN với mốc thời gian năm 1995. Đến năm 1997 chúng ta tiếp tục đón chào hai quốc gia khác, đó chính là Lào và Myanmar. Chúng ta hãy cùng quan sát và chúng ta nhìn thấy cái phần màu này. Tiếp theo, thời điểm mà gần hơn một chút, chúng ta nhìn đến năm 1999, mốc năm gần đây thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy một quốc gia có màu tím, chính là Campuchia. Đây chính là thành viên thứ 10 của ASEAN. Và tính đến nay thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng có một quốc gia chưa gia nhập vào tổ chức này thôi, đó chính là Đông Timor. Như vậy, sau khi chúng ta thực hiện xong công tác, đó là chúng ta nhìn vào trong lược đồ này, chúng ta làm thì chúng ta sẽ thấy rằng hiện nay ASEAN có 10 quốc gia thành viên. 11 quốc gia Đông Nam Á thì đã có 10 quốc gia là thành viên của ASEAN. Và lưu ý cho cô đến các dấu mốc tiêu biểu như là dấu mốc vào năm 1967 có những quốc gia nào đã tham gia vào cái quá trình thành lập ASEAN hay mốc thời gian mà Việt Nam chúng ta gia nhập nhé. Vì thông thường khi mà đặt ra các câu hỏi liên quan tới nội dung này thì sẽ có các câu hỏi liên quan tới các dấu mốc quan trọng kể trên.
Và ở đây thì cô lưu ý với các em mà cô có một bức ảnh. Đây là bức ảnh 5 cái quốc gia sáng lập ASEAN tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 8 tháng 8 năm 1967. Và thông qua cái bức ảnh này cũng như là dữ kiện trong bài học ngày hôm nay thì các em đã lý giải được câu hỏi ở đầu giờ mà cô vừa mới hỏi các em rồi đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại cho cô cái bảng tổng hợp này nhé. Các bạn hãy so sánh xem rằng là bài làm của các bạn đã đúng và chính xác với cái phần bài làm của cô hay chưa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về tổ chức này. Tổ chức này thì ở đây cô có cờ của ASEAN và biểu trưng của ASEAN. Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem là cái lá cờ của ASEAN thì thể hiện cho điều gì này, hay là biểu trưng của ASEAN thì mang cái biểu tượng gì. Các em có thể thấy rằng là lá cờ hay là biểu trưng của ASEAN thì có hình ảnh đó là 10 bông lúa thể hiện cho 10 quốc gia thành viên của hiệp hội này. Đối với quá trình thành lập ASEAN thì chúng ta có thể kể đến một vài các cái dấu mốc sau đây. Hiện nay 10 quốc gia thành viên, trên đây thì cô có lá cờ của 10 quốc gia thành viên này, các em có thể quan sát và thấy được. Theo thời điểm thống kê thì hiện nay tổ chức này gồm có 4,5 triệu km vuông về mặt diện tích và dân số thì rơi vào khoảng 612 triệu người. Hiện nay tỷ lệ dân thành thị của tổ chức này đang là 42%. Một con số cũng khá là cao phải không nào? Tuy nhiên cái con số này nếu như so với các tổ chức khác thì cũng còn khá là thấp. Và GDP hiện nay của tổ chức này thì lên tới là 2.000 tỷ USD trên một năm. Và đối với cái tổ chức này thì hiện nay có cái kim ngạch xuất khẩu khá là lớn đấy các em ạ. Đây là một vài thông tin các em có thể biết thêm về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lưu ý cho cô một chút, đó là cái nguyên nhân thành lập của tổ chức này. Tại sao các quốc gia lại có thể liên kết vào với nhau và thành lập ra một tổ chức? Thì điều đó được lý giải bằng các cái nguyên do như sau. Thứ nhất đó là do các quốc gia của khu vực này, chúng ta thấy được là đều có những cái đặc điểm chung về lịch sử này, trong cái quá trình hình thành và phát triển. Và cái hình tượng là cây lúa ở trong biểu trưng của lá cờ ASEAN thì cũng đã cho chúng ta biết rằng là hầu hết các cái quốc gia ở đây thì đều dựa trên cái nền kinh tế đó là nông nghiệp này, trồng cây lúa là cây chính. Thế và ngoài những cái nguyên nhân đó ra thì chúng ta còn thấy rằng là cái mục tiêu mà các quốc gia này hướng tới đều đó là sự hòa bình, sự phát triển bền vững. Và khi họ có chung mục tiêu thì họ đã kết nối lại với nhau và hình thành nên tổ chức này. Đây có thể là những cái nguyên do chính, những mục tiêu chính của ASEAN. Tiếp theo thì chúng ta lưu ý cho cô nguyên tắc để hoạt động của ASEAN, đó chính là trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ. Đây được coi như là nguyên tắc mà chung khi các quốc gia Đông Nam Á kết hợp với nhau. Họ cùng mục tiêu chung rồi và bây giờ họ đặt ra cái nguyên tắc chung để có thể hợp tác phát triển cùng với nhau. Và không chỉ có trong tổ chức này đâu, mà còn khi các quốc gia khác muốn kết nối với ASEAN trên lĩnh vực kinh tế thì các quốc gia cũng đảm bảo nguyên tắc này khi kết nối với các quốc gia trong nội bộ ASEAN. Và hiện nay thì ASEAN đã có những bước phát triển rất lớn mạnh, đó chính là ba trụ cột chính xây dựng cái cộng đồng ASEAN. Chúng ta cùng quan sát ở đây chúng ta sẽ thấy đó chính là trụ cột về mặt cộng đồng chính trị an ninh, thứ hai là cộng đồng văn hóa xã hội và thứ ba là cộng đồng về mặt kinh tế. Ba trụ cột này như là ba cái trụ cột chính của tổ chức này và khiến cho tổ chức này là một trong những cái tổ chức mà phát triển ở trên thế giới. Phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay thì xin mời các em đến với phần 2 để xem rằng là với ba cái trụ cột này thì các quốc gia đã có những cái biểu hiện của sự hợp tác như thế nào. Chúng ta cùng đến với phần 2 nhé. Đó là hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Dựa trên cái điều kiện về mặt thuận lợi, đó là vị trí gần nhau, đều nằm trong khu vực Đông Nam Á. Đương nhiên rồi, chúng ta thấy trước điều đó. Thứ hai đó là có văn hóa tương đồng, có tài nguyên phong phú và đa dạng. Và hầu hết các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á thì đều có lao động dồi dào giá rẻ. Tất cả những cái bài học về Đông Nam Á trước đây thì đã giúp cho chúng ta có thể liệt kê được các cái điều kiện thuận lợi như thế này. Và các quốc gia đã cùng với nhau hợp tác để cùng phát triển dựa trên rất nhiều mặt. Tiêu biểu thì chúng ta có thể kể tên. Ví dụ như là hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng là vào thời điểm năm 2020 thì Việt Nam đó là chủ tịch của ASEAN. Và khi với vai trò là chủ tịch của ASEAN thì nước ta đã tổ chức rất nhiều hoạt động cũng như đang chủ trì rất là nhiều hoạt động để có thể đảm bảo cho sự phát triển của ASEAN. Một ví dụ khác để có thể chứng minh đây là một cái tổ chức vững mạnh và có cái sự hợp tác phát triển kinh tế với nhau thì có thể thấy được rằng là các quốc gia ở đây, những quốc gia phát triển hơn sẽ giúp đỡ cho những quốc gia mà chậm phát triển hơn trong rất nhiều lĩnh vực, đó là về kinh tế này, về đào tạo nghề này,
chuyển giao về mặt công nghệ này và đưa công nghệ mới vào sản xuất thông qua các hội nghị, các diễn đàn, các chương trình học bổng khác nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái bức tranh ở đây để thể hiện rõ cho điều đó. Bên cạnh đó thì có thể nói rằng là các quốc gia đã có sự trao đổi hàng hóa với nhau, thể hiện trong việc là xuất nhập khẩu hàng hóa các em ạ. Chúng ta cùng nhìn vào ở đây, chúng ta có được một cái infographic như sau, đó là ASEAN nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới. Thì tổ chức này chúng ta cùng nhìn vào, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là GDP cũng rất là lớn và có cái xu hướng là tăng dần qua các mốc thời gian. Trên lĩnh vực các cái hội nghị cũng được diễn ra, ví dụ như là các hội nghị về mặt là kinh tế này, về mặt giáo dục này, chúng ta có thể nhìn vào những cái bức tranh này, chúng ta có thể thấy rằng là nước ta cũng như là các cái nước khác đã tích cực tham gia. Bên cạnh đó thì tổ chức này cũng thể hiện thông qua việc là đưa ra các cái diễn đàn, các cuộc thi khác nhau, ví dụ như là các cái diễn đàn về việc là hợp tác ở trên biển này, hay là về các cái chương trình về giáo dục khác nhau. Và nếu như các em là những học sinh lớp 8 thì các em cũng có thể đóng góp vào sự hợp tác này thông qua việc là chúng ta tìm hiểu học bổng ASEAN. Ở nước ta cũng như là các nước khác thì thường xuyên tham gia vào các hội nghị hoặc là các cái hội thảo để thể hiện rằng là có cái sự phát triển, sự hợp tác với nhau. Trong đó thì tiêu biểu phải kể đến đó là sự phối hợp, khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mekong. Con sông này chúng ta đã biết được rồi, trong bài học về địa lý tự nhiên chúng ta biết đây là con sông mà chảy qua các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á lục địa. Và vấn đề bảo vệ sông Mekong là một trong những vấn đề mà cũng rất là đáng lo ngại khi mà chúng ta phát triển kinh tế giữa các quốc gia với nhau. Và không chỉ dừng lại ở đó mà các bộ trưởng về mặt thể thao, về mặt văn hóa thì cũng được hợp tác. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là từ kinh tế này cho tới các lĩnh vực liên quan tới an ninh này, liên quan tới bảo vệ môi trường, liên quan tới giáo dục hay văn hóa thể thao thì chúng ta cũng đã hợp tác và cùng nhau tham gia để có thể tạo ra một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng xem được là ASEAN đã hợp tác cùng với nhau về mặt kinh tế, về mặt xã hội như thế nào rồi. Và đối với các em, khi các em là còn là học sinh thì cô mong rằng là thông qua các hội nghị, các diễn đàn, các cuộc thi hoặc là các học bổng liên quan tới ASEAN thì chúng ta cũng có thể góp một phần công sức nhỏ bé của chúng mình vào việc là tham gia các cái hoạt động đó nhé. Phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay, cô mời các em cùng tìm hiểu phần thứ 3, đó chính là Việt Nam trong ASEAN. Các em còn nhớ dấu mốc mà nước ta gia nhập ASEAN không? Đó là năm bao nhiêu nhỉ? Cô bật mí nhá, đó chính là năm 1995 đấy. Từ khi gia nhập đến nay thì nước ta đã có rất nhiều đóng góp cho ASEAN. Tiêu biểu thì có thể thấy rằng là trong cái quá trình hợp tác ở phần 2 vừa rồi thì năm 2020 nước ta là chủ tịch của ASEAN. Và các em ơi, chúng ta hãy cùng dựa vào đây để chúng ta cùng xem một chút ở những đóng góp của nước ta đối với ASEAN nhé. Ở đây thì cô có hai hình ảnh, các em hãy cùng quan sát vào hình ảnh thứ nhất. Thứ nhất đó là chúng ta thấy được rằng là nước ta cũng tham gia vào rất nhiều các hoạt động, ví dụ như là trên lĩnh vực là đảm nhiệm, là thành công các cái sự kiện lịch sử hoặc là các cái nhiệm vụ luân phiên. Thứ hai là chúng ta tham gia đề xuất các cái sáng kiến liên quan tới người dân này, rồi chúng ta tích cực hội nhập với kinh tế khu vực bằng cách là xuất nhập khẩu các cái mặt hàng của nước ta, cũng như là nhập khẩu một số các cái hàng hóa của ASEAN, rồi thúc đẩy các cái cơ chế hợp tác chung, ví dụ như là chúng ta củng cố vai trò là trung tâm của ASEAN này, chúng ta có các cái vấn đề tác động đến hòa bình, an ninh khu vực. Và bên cạnh đó thì các em có thể quan sát ở đây, cô có lĩnh vực về mặt kinh tế, thì GDP của ASEAN khi mà có 10 nước thành viên thì ở Việt Nam chúng ta đã khẳng định được cái vai trò này, thể hiện đó là chúng ta đã đóng góp rất nhiều các cái sự kiện cũng như là các cái dấu mốc. Ví dụ như năm 2010 thì chúng ta đã đảm nhiệm tốt là chủ tịch ASEAN. Năm 2020 chúng ta cũng đã đảm nhiệm tốt cái chức danh này. Năm 2021 thì chúng ta đã cùng các nước ASEAN đàm phán với Trung Quốc xây dựng thông qua các cái quy tắc về thực thi, về ứng xử liên quan tới Biển Đông. Đó là chỉ là một trong những cái ví dụ tiêu biểu mà chúng ta có thể thấy rằng nước ta trong ASEAN thôi. Để tìm hiểu thêm vấn đề này thì các em có thể cập nhật thêm cho cô các cái thông tin thông qua trang web chính thức của ASEAN hoặc là thông qua các cái nguồn tư liệu chính thống, ví dụ như là từ Thông tấn xã nước ta này, hay là trên một số các cái báo liên quan tới kinh tế. Và đối với quá trình hợp tác với nước ta cũng như là ASEAN thì chắc hẳn là sẽ có những thuận lợi và khó khăn. Thế thì chúng ta hãy đưa ra cho cô 3 thuận lợi, 3 khó khăn mà nước ta gia nhập ASEAN các em nhé.
Đối với nội dung này thì chúng ta lưu ý cho cô, khi trở thành là thành viên của ASEAN thì Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, giáo dục cũng như là khoa học công nghệ. Và khi mà tham gia vào ASEAN thì Việt Nam chúng ta có rất là nhiều các cái cơ hội để có thể phát triển cũng như là các thách thức. Về mặt cơ hội, chúng ta có thể tiếp cận được với cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật từ các quốc gia khác này. Chúng ta có thể đàm phán với các quốc gia về nhiều mặt, có thêm nhiều thị trường. Nhưng bên cạnh đó thì thách thức có thể thấy rằng chúng ta sẽ phải cạnh tranh với các quốc gia. Mà các quốc gia ở đây lại có nhiều điểm chung với nhau. Vì thế mà nước ta sẽ phải càng nỗ lực hơn, càng phấn đấu hơn trong các cái sản phẩm, đầu tư thêm vào chất lượng để có thể vươn ra được cái thị trường trong khu vực và quốc tế. Để củng cố thêm cho bài học ngày hôm nay thì cô xin mời các em đến với phần luyện tập. Chúng ta có các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, đó là Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào thời gian nào sau đây? 4 mốc thời gian được đưa ra thôi và hy vọng rằng các em vẫn còn nhớ được nội dung này. Chúng ta có mốc thời gian thứ nhất năm 1965. Năm 1966 là phương án B. Phương án C năm 1967 và đáp án D của chúng ta là 1968. Thời điểm nào đây nhở? Và đáp án của chúng ta trong câu hỏi này đó chính là đáp án C năm 1967. Hãy nhớ cho cô sự kiện vào ngày 8 tháng 8 năm 1967, có 5 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á đã cùng họp tại Bangkok, Thái Lan để có thể cho ra đời Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Rồi, câu hỏi thứ nhất có vẻ đơn giản đúng không? Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 nha. Câu hỏi số 2 của cô như sau. Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào? Cũng có 4 mốc thời gian các em ạ. 1994, 1995, 1996 và năm 1997. 4 mốc thời gian này sự kiện nào sẽ là cái sự kiện mà nước ta gia nhập ASEAN? Rất là đơn giản đúng không? Vào năm 1995 thì nước ta đã chính thức là thành viên của ASEAN. Các em lưu ý đến vấn đề này cho cô nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng làm cho cô câu hỏi số 3. Quốc gia nào sau đây chưa là thành viên của ASEAN? 4 quốc gia được đưa ra ở đây. A là Thái Lan, B là Đông Timor, C là Myanmar và D là Philippines. Thế chúng ta biết được rằng là tại Bangkok, Thái Lan thì đã có 5 quốc gia đầu tiên gia nhập ASEAN. Chúng ta còn nhớ 5 quốc gia đó không? Và trong quá trình phát triển của ASEAN thì đã gia nhập 10 quốc gia rồi, đã kết nạp 10 quốc gia. Và hiện nay thì chỉ có 1 quốc gia chưa gia nhập ASEAN thôi, đó chính là Đông Timor. Như vậy câu hỏi của chúng ta sẽ có đáp án là đáp án B. Tiếp theo chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4 nhé. Sự hợp tác để phát triển kinh tế xã hội của các nước ASEAN biểu hiện qua. Câu hỏi này dài và khó hơn các câu hỏi khác một chút nên chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn khi chúng ta làm. Chúng ta có đáp án A, sử dụng đồng tiền chung trong khu vực. B, hình thành một thị trường chung trong khu vực. C, cùng hợp tác để sản xuất ra các sản phẩm. Và đáp án D, tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước. ASEAN là tổ chức mà chúng ta có thể thấy rằng đứng thứ 5 trong các nền kinh tế trên thế giới. Và hiện nay thì ASEAN đã cùng hợp tác phát triển kinh tế với nhau. Và nếu như mà chúng ta đã học các tổ chức khác thì chúng ta sẽ thấy rằng hiện nay các quốc gia cũng đã liên kết hợp tác với nhau, và trong đó cái sự kiện tiêu biểu nhất có thể nói đến đó là các quốc gia đã tăng cường trao đổi hàng hóa, thể hiện qua việc là xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng khác nhau. Ví dụ như là đối với Việt Nam, chúng ta đã xuất khẩu sang thị trường các nước Đông Nam Á cũng như là nhập khẩu các cái nguyên liệu cho quá trình sản xuất của chúng mình. Như vậy cái câu hỏi số 4 chúng ta lưu ý là phương án D. Ở đây thì các em lưu ý là cái câu thứ nhất, câu A của chúng mình sử dụng đồng tiền chung thì nước ta cũng như là ở khu vực Đông Nam Á thì chưa có, mà chỉ có ở EU, thì Liên minh châu Âu thôi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần vận dụng nhé. Phần vận dụng của ngày hôm nay cô muốn nhắc lại đó chính là ý nghĩa của lá cờ ASEAN. Theo các em thì lá cờ của ASEAN đã đại diện cho điều gì? Và cô đã giới thiệu rồi, ở đây chúng ta có hình ảnh đó chính là 10 bông lúa thể hiện cho 10 quốc gia là thành viên của ASEAN. Vậy màu sắc này, chúng ta có màu xanh này, màu đỏ, màu trắng, màu vàng thể hiện cho điều gì thì các em hãy tìm hiểu cho cô. Cô gợi ý đó là các màu này thì thể hiện cho sự hòa bình này, hợp tác này, năng động này và cùng phát triển của các nước ASEAN. Hãy tìm hiểu kỹ hơn cho cô cái về phần ý nghĩa của lá cờ ASEAN này nhé. Và trong nội dung của bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là chúng ta đã tìm hiểu về một hiệp hội mà ở nước ta có là thành viên của hiệp hội đó, chính là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN.
Và hiệp hội thì thành lập vào năm 1967, hiện nay đã có 10 thành viên tham gia. Chúng ta nhớ đâu cô các dấu mốc thời gian tiêu biểu, ví dụ như là tính đến năm 1999 hay là tính đến nay thì hiệp hội này đều có 10 quốc gia thành viên. Và các thành viên đều hợp tác cùng với nhau để cùng phát triển dựa trên các mặt về kinh tế, văn hóa, giáo dục và tôn trọng chủ quyền của nhau khi hợp tác. Và sự hợp tác này thì đã đem lại nhiều các cái kết quả trong tất cả các lĩnh vực. Việt Nam chúng ta khi gia nhập vào ASEAN thì có những thuận lợi và có những khó khăn. Khi học về bài học ngày hôm nay thì cô mong rằng là chúng ta nhận thức được vai trò của chúng ta trong quá trình phát triển của ASEAN. Hy vọng rằng là các em sẽ tiếp tục tìm hiểu các lĩnh vực liên quan đến ASEAN, ví dụ như là lá cờ của ASEAN chẳng hạn. Chúng ta hãy cùng hẹn gặp nhau trong các bài giảng lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.